Bộ Công an đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh rà soát hoạt động từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Ngày 29 tháng 9, Công an một số quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với báo chí đã rà soát tình hình hoạt động từ thiện của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn và báo cáo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, theo nguồn tin ngày 23 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn của Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đề nghị rà soát, đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Để thực hiện yêu cầu trên, Phòng PC02 đề nghị Phòng PC01, PC03 và Công an 21 quận huyện cùng Thành phố Thủ Đức phối hợp rà soát, đánh giá tình hình các cá nhân, tổ chức hoạt động tự phát kêu gọi từ thiện trên địa bàn từ năm 2020 đến nay. Nếu có, thống kê cụ thể tên cá nhân, tổ chức, quy mô, cơ cấu tổ chức, mục tiêu hoạt động, cơ sở pháp lý. Kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động tự phát kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản có số liệu cụ thể kèm theo. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị với các đơn vị địa phương tập trung phối hợp thực hiện, kết quả gửi về phòng PC02. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội nổi lên những câu chuyện được bàn luận về việc làm từ thiện không minh bạch của một số hội nhóm, đặc biệt là một số người nổi tiếng kêu gọi, vận động quyên góp và hỗ trợ trực tiếp cho bà con vùng lũ lụt miền Trung năm 2020. Nhiều người nổi tiếng là ca sĩ, diễn viên được cho là đã không công khai minh bạch được số tiền mà người dân, các nhà hảo tâm ủng hộ chuyển vào tài khoản cá nhân. Cụm từ sao kê trở thành từ khóa được nhiều người tìm kiếm và gây ra nhiều tranh cãi, bàn luận trên diễn đàn mạng xã hội. Trước vấn đề này, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, Cục C02 đã tiếp nhận đơn tố cáo các cá nhân và đang xác minh.